Dạ, em xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay em có mặt tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre để gửi tới anh chị một sản phẩm đất nền mặt tiền lộ nhựa luôn anh chị, mà giá thì chỉ có vài trăm triệu thôi. Rất là đẹp luôn anh chị. Với tổng diện tích là 150m, ngang 5, sâu 30, có 100m thổ cư, trên sổ hiển thị đường đi luôn. Hướng đất của mình là hướng chính nam nha. Mình có thể về đây mình cất nhà an cư lạc nghiệp lâu dài, còn mặt tiền mình kinh doanh mua bán anh chị. Chị xem dân cư nè. Đó. Còn đây là sản phẩm của mình ha. 150m, ngang 5, sâu 30, có 100m thổ cư cho mình luôn. Còn lại là đất trồng cây lâu năm. Còn lại là đất trồng cây lâu năm ha anh chị. Con đường lộ nhựa này á, ở đây thì bà con gọi là lộ ngang. Còn trên sổ mình á, hiển thị là đường huyện Mỏ Cày 32 nha. Đường huyện Mỏ Cày 32. Hướng này là tầm khoảng 500m thôi là mình tới được khu vực của bến phà Hàm Luông cũ, đã từng rất là sung túc luôn anh chị. Hiện tại thì mình có nhà thờ nè, các công ty dừa, công ty mai, kho, bãi vật liệu xây dựng tập trung ở đó thì rất là đông ha. Tiện ích thì mình có quầy thuốc tây nè, rồi cửa hàng tạp hóa, quán ăn cũng khá là nhiều anh chị. Con đường lộ nhựa ngoài đó đó là cũng là quốc lộ 60 cũ nha. Quẹo phải thì mình gặp trường tiểu học Thanh Tân, cây xăng. Bên hông trường tiểu học á thì mình có một con đường để xuống mỏm, rất là nhiều khu lịch và homestay ven sông Hàm Luông tập trung đó anh chị ha. Tầm khoảng 1,5 cây số là mình tới được khu đô thị và cụm công nghiệp Tân Hành Bình, khu hành chính của xã Tân Hành Bình á, chợ, trường học, ủy ban, rồi quỹ tín dụng nhân dân Tân Hành Bình á, rất là nhiều tiện ích luôn ha anh chị ha. Tầm khoảng 1,5 cây số thôi. Anh chị mình đi chợ á là ngay khu vực đó là chỉ có vài phút mình đi xe thôi. Đi buổi sáng thì đi chợ ngoài đó ha, còn buổi chiều thì đi chợ chiều Thanh Tân. Hướng này tầm khoảng hơn 1 cây số là mình tới được khu vực chợ chiều, quốc lộ 60 mới, dòng xe Thanh Tân là hơn 1 cây số một chút à. 3 cây số là vào được khu hành chính của xã Thanh Tân nha. Hơn 3 cây số thôi. Nếu mình đi thẳng con đường Nguyễn Mỏ Cày 32 á thì mình tới được cầu Trường Thịnh, qua bên chợ Lách nè, khu hành chính, trung tâm hành chính của huyện Mỏ Cày Bắc cũng được nữa anh chị. Đi đường này nó sẽ gần hơn ha. Còn vào phải 2 cây số là tới được cầu Hàm Luông, 3 cây số là vào được trung tâm của thành phố Bến Tre. Vừa qua bên kia cầu Hàm Luông á thì mình có bệnh viện đa khoa tỉnh nè, và đường ra của cầu Miễu 2. Khu vực đó đang rất là sung túc nha. Tuyệt vời anh chị ha. Di chuyển vào trung tâm của thành phố Bến Tre là chỉ có vài phút mình đi xe à. Mà chủ kêu bán chỉ có vài trăm triệu thôi. Ở đây mình ở thoải mái anh chị. Cơ sở hạ tầng thì có đầy đủ hết rồi, đường điện, nước máy, wifi đầy đủ. Sản phẩm của mình ha, 150m, ngang 5, sâu hơn 30, có 100m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Anh chị xem hàng xóm dân cư nè. Em qua, em quay cho anh chị mình xem. Hướng đất của mình là hướng chính nam nha anh chị. Hướng chính nam nha. Dạ, chiều ngang thì từ bên đây nè, ngang qua là 5m, sâu vào. Đó, phần mặt bằng thì đó anh chị xem ha. Mặt bằng thì cao ráo, bằng mặt tiền lộ nhựa luôn nè. Ở trập mình nhìn ra nè. Trên đất của mình chủ yếu là đất trống nha anh chị. Đất trống, không có trồng cây ăn trái gì á, chỉ là đất thôi. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị mình coi nha. Cửa sổ thì em sẽ báo giá. Hiện tại là mình có, hiện tại sổ là còn sổ lớn nha anh chị, nhưng mà khi mình mua thì chủ sẽ bao toàn bộ giấy tờ, cắt ra hơn 150m cho anh chị mình luôn. Địa chỉ đất là thuộc ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 674,1m2, hình thức sử dụng riêng ha. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn là mình có 300m thổ cư anh chị.
Còn lại đất trồng cây lâu năm nè, 374,1 m². Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 28 tháng 3 năm 2047. Bên đây là sơ đồ nè. Hướng đất của mình là hướng chính nam á, trên sổ hiển thị là đường huyện Mỏ Cày 32. Đẹp chị ha. Nhu cầu của chủ muốn bán thì lên quanh là tầm khoảng 150 m, ngang năm sâu sâu 30, có 100 m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm ha. Với một mức giá để anh chị mình sở hữu là 750 triệu nha. 750 triệu. 750 triệu nha. Bao toàn bộ giấy tờ, thế phí sang tên cho mình luôn. Chỉ có 750 triệu thôi. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Anh chị mình cần thông tin mình liên hệ với em để được tư vấn anh chị mình rõ hơn nha. Bye bye mọi người.